hello hello tất cả mọi người à, hôm nay uh, có nhiều anh em request mình làm uh, dip gắn mỏng và uh, friend tip thì mình nhận tiền có cô khách vào làm thì mình quay video cho anh em xem ha <laughs> thì uh, cô khách này muốn uh, cái friend tip mà bằng clear đơn chứ không bằng màu trắng ha thì uh, cách này có thể áp dụng cho dip friend hay bất cứ color nào nằm trên tip ha. rất là dễ dàng đó. thì mình dùng uh, cái đồ cắt Giống như là mình cắt hình ảnh quái vậy đó, đó Thì mình dip xong rồi mình cắt đó, Thì nó cũng ra giống như Mình đắp bột thôi Nhưng đều nó dip này thì nó hơi uh, Rắc rối một xíu đòi hỏi mình phải uh, uh, Lè tái một xíu ha, Để mình kịp cắt cho không thôi uh, cái dip nó khô đó. Thì, uh, thì Mọi người cứ theo dõi video ha. Mình sẽ cố gắng chia sẻ uh, cái, uh, cái cách thức mà mình Mình uh, um, thấy làm dip mà uh, dip friend ha. Cũng có gắn móng và làm móng ngắn nữa thì thường thường làm dip friend thì người ta hay làm màu clear pin ở trong uh, và dip uh, màu ở ngoài nhưng đều cô khách này muốn dài hơn bình thường một xíu và nếu mà mình làm bằng màu clear thì màu tip nó rất là mình phải làm màu tip uh, cái tip nó ăn sâu vào trong móng thì nó không có đẹp ha. Thì mình sẽ uh, uh, khuyên cô này làm mình làm màu nút ở trong và mình làm color ở ngoài để cho nó che được ở dưới móc ha. Chứ nếu cái tái này mà khách làm ngắn thì mình có thể làm màu light pink ở trong và màu color tip ở ngoài. Còn đây có khách này muốn dài hơn một xíu. Thì nếu mà mình làm dài quá mà mình dip màu clí mình để cái color tip nó ăn sâu vào trong mỏng thì nhìn nó không có đẹp ha. Thì mình sẽ dip bằng màu nút Đó thì mình cố gắng à, mít màu nút làm sao mà cho nó à, hợp với cái da tay của cô khách này ha. thì màu nút thì có rất là nhiều màu nút khác nhau à, mình có thể à, những đều những kỳ tay của khách à, giá trắng như vậy thì mình có thể kiếm những cái màu nút mà nó có một xíu hồng hồng ha. màu nút nút pin pin thì nó đi với cái giá tái của cô khách này thì nhìn nó sẽ dễ thương đó dễ thôi thì trước tiên mình làm thì mình sẽ gắn móng ha Anh em cố gắng nào gắn móng sao cho nó thẳng ha Thì khách cửa thì tay nó cũng Có một số khách tay nó hơi bị méo ha Mình nên gắn móng sao cho nó thẳng với kỳ khớp tay Đừng cố gắng gắn theo cái Cái, 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 cái bét neo của khách ha Nếu mình gắn theo cái bét neo của khách là nhiều khi cái tay nó bị lệch á Mình cố gắng Cánh sao cho nó thẳng thốt Thì những cái cách gắn tiếp thì có mấy video trước Mình cũng có chia sẻ Thì anh em quay lại coi ha gắn sao cho nó thẳng thốt để em nào mà thấy video mình bổ ích thì cho xin mình xin một like còn nếu nào nào chưa subscribe channel thì subscribe và ấn cái chuông để mỗi lần mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho anh em biết rồi thì mình cứ gắn móng và bình thường thôi mình sẽ làm cắt móng trước thì đầu tiên thì mình sẽ thường thường thì mình sẽ cắt kỳ ngon nhấn trước đó, mình sẽ hỏi con khách dài bao lâu, á. thì uh, mình cắt, ông cắt dài, vậy. thì nếu mà mình làm color tip, á, mà mình làm mình để cho kỳ uh, color nó ăn sâu vào trong mỏng quả, á. thì kỳ tip nó rất là nhiều và kỳ lý nó rất là ít, thì nhưng nó cũng không có được uh, hay cho lắm, ha. đó, thì uh, thì nên mình sẽ uh, uh, làm bằng màu cover, uh, cover pin, uh, màu nút cover kỳ lái đó. Uh nên mình có thể làm cá lớp là tiếp nó nằm ở ngoài mỏng cá lớp tiếp mỏng nhưng đều nó vẫn không có thể ở dưới ha cho nên nếu mà mình làm băng clear là nó sẽ sâu ở dưới còn nếu mình không muốn sâu thì mình phải làm cái màu tiếp nó dài ra nó rất là không tự nhiên đó thì trước khi mình dip thì mình sẽ cắt mỏng cho thẳng thốt xong mình xếp lại ha xếp lại cho nó gòn vào ha cho nếu mà mình không xếp á, nữa mình dip nó nó bè rất là nhiều thì mình cố gắng xếp sao cho nó thẳng lại ha cho nó thon vào chứ đừng có bè ra đó xếp sao cho nó cái néo nó gòn trước ha trước khi dip luôn luôn xếp cho nó gòn trước ha các bạn mà không xếp gòn lát nữa các bạn dip lên là uh, à, lại là nó sẽ loi uh, cái clear đó, đơn giản vậy thôi thì các bạn không uh, không xếp vào chuẩn các bạn dip uh, một lớp bay lên thì lát nữa các bạn bao dụa nhiều nó sẽ sẽ mất hết cái màu ở ngoài và nó sẽ xấu lên clear đối với những anh em nào làm uh, màu color còn mà cái này thì cũng không tới nỗi ha đó, mình bao cho cái điểm nổi mỏng nó là nó, nó lạng đi một xíu <laughs> mà bao cho nó không có cái điểm g ha đó. rồi thì mình bây giờ mình đang nói bà khách đó, đó cái tay mày bây giờ là nếu mà làm bằng clear thì mình phải cắt cái tip búa sâu thì nó sẽ không đẹp nên mình nên làm màu cover ping để mình cắt mình để cái màu color tiếp mỏng ở ngoài thôi nhìn cho nó đẹp đó, thì mình dùng hết lời để mình dù dỗ ha Đó, thì cô khách cũng uh, uh, nghe lời ha cũng chịu chịu là cho mình làm màu cover pin tại vì mình cũng hãy làm màu uh, uh, cố gắng cắt sâu bên trong để nó không thấy cái lá thì nhìn nó không có đẹp lắm ha nên mình hay khuyến khách ha thì mình luôn luôn là mình làm nghề này thì mình khuyến khách sao mà cho cái tay ra đẹp nhất có thể chứ mình đừng có là khách nói sao làm vậy ha lát nữa nó ra không đẹp thì nói chung cũng hay ha có nhiều cô khách bắt bè nói tại sao hồi nãy mày không không nói tao trước đó cũng mệt lắm nên cố gắng mình cố gắng mix những cái màu lại với nhau thì miệng sáo nó ra một cái màu nút nó hợp với cái da tay của khách ha. còn nếu không thì mình kéo khách đi lựa lừa cái màu nút mà khách thích vậy thôi vậy thì cũng có gì là phức tạp thì cái bước này đơn giản là à, vậy ha đó, tại cái phần quan trọng kế tiếp là mình sẽ cắt ha. thì có mình thấy có nhiều anh chị em đẩy xuông ha mà với những color clear đơ kiếm tuyển này thì mình nghĩ anh em nào rất là khó để mình đẩy xuống nên tốt nhất làm cái quấy này là mình phải à, dùng cái đầu cắt đó, trước tiên đầu tiên thì mình sẽ sớm một lớp bay ha. ngay cái đường lăn đó ha đừng có sớm lên mỏng giả mình chỉ sớm trong khu vực mỏng thiệt thôi đó đừng có sơn trong lên bóng giả ha để tạo cho cái nail nó có một cái đồ phẳng nhất định và cho cái bẫy nó nó uh, giúp cái mỏng nó, nó tốt hơn ha và một lớp bẫy thôi ha anh chị em nào có thể dip hai lớp bẫy cũng được ha một lớp thì mình nghĩ một lớp là ok rồi rồi kế tiếp là mình sẽ bắt đầu sơn để cắt ha đầu tiên thì mình sẽ sơn 60 70 phần trăm đó Uh, sơn lên hai ngón ha làm cái này làm hai ngón đi một ngón thì cũng được mà nó hơi lâu đó tiếp đến là mình sơn lớp thứ hai một trăm phần trăm thì các bạn sơn thường thì mình sẽ sơn bốn lớp tại vì cô này uh, mình dùng cái đầu cắt nên mình phải sơn cho có một lớp bột dày nhất định để mình cắt ha cho các bạn sơn ba lớp nó không đủ dày các bạn cắt nó cái, cái đường nổi cái đường smile nó sẽ không đủ dày lát nữa nó rất là phiền phức đó thì theo như mình thì nên sơn 4 lớp 5 lớp cũng được đó. tạo đồ dây ha cái bước này chủ yếu là tạo đồ dây cho cái móng để mình cắt đó. À, thì cứ làm 4 lớp đi ha đó. sơn 4 lớp và nhớ sơn cho kỹ ha đừng để nó bị đun. đó, mình làm một lần hai ngọn các bạn có thể làm một lần một ngọn cũng được không sao ha. Rồi sau khi bộ lợp khi mỏng đã có bộ dài nhất định thì mình sẽ dùng đầu cắt ha, mình chỉnh cái số nào hợp. Đó. <laughs> thì mình mình để vào, mình ẩn nhè một xíu, đó, nhè cái để thấy cái đường lái nó ok chưa thì mình cắt. Đó. Cắt cắt sao cho nó thẳng thốn ha, tại cắt lệch một cái là lạt nữa không có sửa đâu. Đó. Đó. cắt sao cho cho thẳng ha, cân sao cho nó vừa. Đó. Sau khi các bạn cắt xong là phải clean cái đầu cắt liền ha, linh đầu cắt để ý thao tác của mình ha đó cắt xong cắt cho kỹ ha cho xét bột ở dưới ha đừng có để nó có nhiều đó mình cắt xong mình phải linh liền ha các bạn mà không lính lạt nữa cái đầu cắt của mình nó sẽ bị dính rất là nhiều bột đó, là sẽ rất là khó để uh, cắt những cái ngón sau ha. cắt xong cái là phải linh cái đầu cắt liền và lính cái phần ngoài này đó đó phải lính mấy cái đó đi ha đó các bạn uh, nhớ ha lính cho sạch sẽ xẹ trước rồi kế tiếp thì uh, cũng như vậy ha <laughs> uh, sơn uh, mình nhúng vào khoảng min uh, mình lỡ tái sơn nhiều rồi ha mà không sao đâu thì các bạn sơn khoảng 70 phần trăm ha lớp đầu tiên thì nên bài sơn 70 phần uh, trăm 70 phần trăm kế tiếp lớp thứ hai phun mỏng luôn Đó mà sơn sao cho kỹ ha đừng có để dày quá sơn dày nước sớm nó sẽ bị đun và sớm sao cho nó sát khí cô và không nhìn lên da ha. lớp thứ hai bây giờ lớp thứ ba nó cũng như vậy ha đó. các bạn cứ sớm lên để tạo độ dày thì khi nó có độ dày nhất định thì mình cắt kỳ kỳ thì nó mới an toàn ha thì là nữa các bạn cũng phải dụa lại thì mình khuyên nên dip cho nó dày lên đó đít cho cái cái, 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 chỗ cắt á, cái chỗ mình cần cắt á, nó dày lên nha đó. đặc biệt là làm cắt này là mình phải buộc với như vậy đó rồi xong đó, nó có đủ độ dài nhất định thì cái mỏng này chỗ này là còn thiếu này nó không có dài thì mình cho lớp thứ năm không sao hết ha miệng sao nó phải có độ dài ha độ dài phù hợp để mình cắt đó. bắt đầu mình cắt ngón này ha nhận nhẹ xuống thấy cái đường lái ok chưa đó, xong bắt đầu cắt luôn đó nhìn nhàng cái là nó có cái đường lên đó, cắt xong là phải lính cái đầu cắt lên ha đó, cái này cách này có thể áp dụng cho color tip hay là white tip gì đều được hết kim tuyển ngoài tip đều được hết ha đó, rất là nhẹ nhàng đó, các bạn chỉ cần để ý cái cách này ha cách này làm uh, rất là nó ra cái đường lái rất là thẳng thốt và nó không có bị răng cưa ha đường lái rất là ngọt đó. thì kỳ khảo tả cắt này rất là quan trọng ha các bạn phải cảnh sao cắt cho nó chuẩn đừng có mèo ha nếu mà nó mèo là không có sửa được đâu ừ, cắt sao cho nó chuẩn cái đường lái có đẹp hay không đó các bạn phải để nó có nó đồ dây thích hợp ha nó có phải có đồ dây đó để làm nữa mình phải chạy máy nữa ừ. thì cái cách mình hay làm là như vậy ha các bạn uh, thử đi ha đó, đây là cái cách mình làm uh, white tip cho dip hoặc là bất cứ màu gì color tip cho dip ha à, nếu mà khách làm ngắn thì các bạn không nhất thiết phải xài màu nút này ha các bạn có thể xài màu clipping còn những câu khách mà làm à, dài hơn một xíu hoặc là cái bét nếu quá ngắn thì mình nên xài màu cover pink này ha để nó ché được ở dưới móng cho các bạn làm clear là nó sẽ xấu ở dưới móng lên đó, đơn giản như thế thôi đó cái chỗ nổi đó các bạn phải đíp cho nó dài lên để các bạn cắt ha rồi à, Xong à, này thì bắt đầu mình cắt ha các bạn có thể đợi một xíu cho bột nó đỡ ha cho lúc nó bột nó đáng ướt mà các bạn cắt là nó sẽ không cái đường lái nó sẽ không có thắng ha khi mà bột quá ướt các bạn cắt là nó sẽ bị dính vào đầu cắt rất là nhiều và cái đường lái nó sẽ không đẹp các bạn phải để nó khô vừa đủ ha không quá khô và cũng không quá ướt đó. cánh cái đó rất là quan trọng đó. thì mình sẽ cắt thì mình cắt đường lái này thì nói chung là giống như mình làm số lạp hình nhân quái thôi ha thì mình thấy đường lái này nó chưa cong quá nhiều thì mình có thể cắt cong thêm một xíu nữa ha nghiêng bên này cắt một xíu và nghiêng bên kia lại cắt một xíu bên này thì nó sẽ cong hơn thì các bạn muốn cong hơn thì các bạn cứ làm cách đó còn các bạn muốn bình thường thôi thì không cần phải làm kiểu này ha à, cho cái đường lái nó cong hơn à, các bạn thấy cái độ dây không độ dây của đường lái cái đó rất là quan trọng ha Khi đường cái nếu mình có đẹp hay không á Khi đường lái có sắc hay không là, là là, là do cái cái giai đoạn này ha đó, phải cắt sao cho nó chuẩn và dài đủ thích hợp sau đó mình sớn số ba lên nha đó, buộc phải sớm nha các bạn mà không sớm lạt nữa các bạn làm cái tháo tác kia là nó sẽ không khô đâu đó. đó. buộc phải sớm số ba liền đó. rồi mình bắt đầu làm qua bàn tay bên kia đó, mình cứ nhảy qua nhảy lại vậy đó hai tay thay nhau đó, tay này cắt xong rồi làm qua tay kia tay kia cắt xong thì quay về lại tay này ha bây giờ mình sơn color trên tiếp đó mình chỉ cần sơn cái phần mà mình cần nhúng thôi ha à, nếu mà nó có lỡ tràn lên trên cái mặt mỏng kia thì cũng không sao ha làm được các bạn dù nó cũng bay hết nên đừng quá để ý tới cái, cái phần trên kia ha quan trọng nhất là cái phần color tip này phải đủ màu nha đó đây là màu xanh kim tuyến thì các bạn sơn hai lớp kim tuyến cho mình ha để cho nó đủ đó các bạn chỉ nếu nó có lỡ lém ở trên mặt móng thì cũng không sao ha là nữa mình dụa nó cũng đi hết tại vì cái đường lái mình cắt là nó đã quyết định cái độ sắc của cái bộ néo rồi ha nên bây giờ mình đíp sao cũng được miễn sao cho nó đủ bột ở ngoài tiếp thôi ha nên đừng có lo ha nó có thể dính nó dây kệ nó lát nữa mình sẽ, sẽ sẽ cho các biển cách thức làm sao để cho cái đó nó bay đi ha. không khó đâu thì đối với kim tuyến này mình sẽ dip hai lớp kim tuyến và hai lớp clear còn nếu các bạn làm màu quái tiếp thì các bạn có thể dip ba đến bột lớp màu trắng tùy thích ha cho tuy bà bạn muốn đầu mỏng nó dày thì các bạn có thể dip bốn lớp còn các bạn muốn đầu mỏng nó mỏng thì các bạn có thể dip ba lớp màu trắng à, không sao còn cái này là kim tuyến nên mình sẽ dip hai lớp kim tuyến và hai lớp clear thì mục đích của mình dip clear là để nó lúc mình chạy máy mình sẽ không có bao vào cái kim tuyến ha kim tuyến này nếu mà mình bao dùng máy bao trực tiếp lên nó, nó sẽ không còn đẹp nữa. Nó sẽ bị bể ra ha? Khi kim tuyến nó bị bể thì nó nhìn nó không có đẹp. Nên mình dip hai lớp clear để uh, bảo vệ cái hai lớp kim tuyến này ha. Đó, sau khi hai lớp kim tuyến xong thì mình bắt đầu dip uh, vào hai thêm hai lớp clear nữa. Đó, làm cái này cũng khó đâu ha. Các bạn chỉ cần làm theo cách thức của mình là chắc chắn sẽ thành công. Đó làm ra một bộ deep fan tiếp nhìn ổn đó. mà cái đường lái nó sắc sảo ha deep hai lớp uh, clear đó. lớp thứ nhất cái này quan trọng nhất là lúc các bạn cắt cái smile cắt đó ha cắt cái cái, smile phải cái, cái cắt nào đó thì các bạn cắt chuẩn là bộ nail thành công còn các bạn cắt bị lệch hoặc là cắt không không không, không sắc là lạt nữa các bạn deep cái này lên các bạn bà u nó sẽ không đẹp ha cắt sao cho nó sắc đừng có bị răng cưa ha đó cả đó rất là quan trọng và phải lấn tay ha các bạn khó cắt không kịp bột nó khổ là là, là phải uh, bao ra và đắp lại đó ha nên phải uh, thao tác phải nhấn tay một xíu ừ. cái này thì mình đi hai lớp lia lên thôi thì cũng uh, không có gì khó đúng không đó mình chỉ cần sớm ngoài tiếp à, Xong dip lia lên vậy thôi thì sau khi mình tiếp cái này xong thì mình tiếp tục sơn số 3 ha sơn này đầu đầu tiếp này mà mình quay qua làm bàn bên kia ha thì mình cứ thay qua thay lại để cho bột nó có đủ thời gian để nó khô ha cho các bạn sớm số ba xong các bạn dũa liền thì nó sẽ không khô kịp khô cho các bạn đâu ha nên mình phải làm hai tay là phải nhảy qua nhảy lại ha tay bên này cắt xong sớm số ba bay qua bên tay bên kia làm và tay bên kia xong quay lại tay này là đó các bạn cứ nhảy qua nhảy lại thì cái bột nó sẽ đủ thời gian khô cho các bạn dũa ha đó. Còn nếu bột nó chưa khô các bạn dùa nó sẽ nó sẽ bị sực 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 rất là khó chịu và không đẹp nha nhớ <laughs> rồi bây giờ tới phân dùa máy ha thì trước khi mình dùa xếp thì mình nên chạy máy trước ha kiếm một cái loại đầu mí đi như vậy nè ha để bột đi cho nhanh thì các bạn dùa ngay đường lái để tạo cho uh, cái đường lái nó sắc trước ha và cố gắng chạy kỳ đi cô và hai bên mẹ mỏng luôn ha, để cho nó gòn sẵn đó. Để các bạn thấy sau khi mà mình chạy lên cái đó là những cái tim kim tuyển con nhìn trên mặt mỏng nó bay hết đó nó sẽ ra cái đường lai và lúc đó mình cố gắng ha dụa trên kỳ đi cô cho nó mỏng năm đều và hai bên mẹ mỏng cho nó mỏng gòn trước để lát nữa mình dụa xếp cho nó dễ và nó chuẩn đó dụa hai bên trước và dụa trong kim đi cô luôn ha đó các bạn nếu thấy cứ thử đi ha thử đi cách này nó rất là hiệu quả đó mình sẽ bao lên trên cái đường lái đó để cho hết kim tuyến sạch ra và để nó sâu lên cái đường lái ha sau khi mà mình thấy đường lái đó xong thì mình dùa xếp nó sẽ chuẩn hơn ha đó bao trên cho nó tạo ra cái đường cắt và bao hai bên mẹp móng và ký cô ha bao bao càng kỹ càng tốt đó các bạn thấy đường lái không? Nó không có bị răng cưa hay là bị gì hết ha. Nó tròn đều và rất là sắc. Đó. Cái lời hài của cắt là vậy ha. Còn các bạn mà đẩy bằng xuông thì nhiều khi nó bị... Cả thứ nhất là nó bị răng cưa. Cả thứ hai là nó hay bị bong bóng ha. Bơ bô á. Hoặc cái màu... Nếu các bạn làm bằng màu lái pin thì cái màu lái pin nó sẽ không có trống trẻo. Nó bị đục đục, khó chịu lắm ha. Nên mình làm kiểu này là à, mình xài làm kiểu này cũng lâu rồi ha sáu bảy năm rồi mình thấy rất là hiệu quả khách rất là thích đó. đó. các bạn cả thấy không cái đường smile rất là sắc ha tròn đều sắc đó thì mình cố gắng ba hai bên mẹp mỏng cho nó mỏng luôn ha đó và kiriko đó. các bạn cứ thử ha nếu các bạn xem một lần không hiểu thì cứ xem đi xem lại và để ý những gì mình nói các bạn chỉ cần làm y chang đó, là các bạn sẽ thấy rất nó rất là hiệu quả ha cứ thử đi ha rồi sau khi chạy đã xong các bạn thấy cái tay không nó bè ra tại vì cái đít này nó không giống như đắp mình không có thể nào đít giữ xếp được à, thì mình đắp bột mình còn có thể giữ xếp được còn đít này thì mình chỉ việc đít lên thôi nên mình cố gắng ha bây giờ tới giai đoạn quan trọng này ha vùa cho cái tay nó thẳng vào đừng để nhìn cho nó bè vậy ha các bạn mà để cho nó bè vậy nhưng cái tay nó xấu lắm Đó, cố gắng vùa hai bên vào cho nó thẳng và cô khách này thích mà square mà có một chữ rau hai bên hông kêu square rau đó mà không quá rau ha thì mình dùa sẽ sơ thôi kiểu sếp này thì chắc ai cũng nếu mình làm ở nếu salon thì mình gặp mỗi ngày rồi ha đó cứ square thôi square rau mà nhớ dụ hai bên vào cho nó ôm cho nó thẳng ha đừng để cho nó bè như cái quạt dụ hai bên vào cho nó ôm vào thì cái góc máy mình để hơi sai nên các bạn không thể thể hiện được Thì mình đang nghiên cứu cái cách Mà để cái máy camera ra Mà mình có thể làm việc được đó. Mà cái góc quái nó cũng chuẩn Thì mình chưa Chưa tìm ra được cái cách đó Nên thôi vì sai tạm cái này ha <laughs> Thì các bạn cố gắng Dụa hai bên cho nó thẳng vào ha Đừng có để cho nó bè Vậy thôi Cố gắng đó. Các bạn thấy nó bè ra không đó. Nếu các bạn không có dụa ôm vào Thì nhìn cái tay rất là thiếu tự nhiên à, Thì mình nên dụa vào Cho nó 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 nó, nó thẳng thốn ha Đó cố gắng luôn luôn dù hai bên vào từ à, trừ khi có khách nào đó yêu cầu mình làm bè thì mình thịt bè còn có khách không nói gì thì luôn luôn hay dùa cho nó thẳng thốn và nó gọn nó thon ha. À, luôn luôn thẳng chứ không được để bè à. thì khi mình mà dùa sẽ phải bên này á, à, cho nó gọn vỗ thì hai bên mẹp móng nó sẽ rất là dày ha đó khi các bạn rùa vào giờ thì hai bên mẹp móng nó sẽ dày lên nên chút nữa các bạn phải dụ uh, thêm một uh, step nữa để cho hai bên mẹp móc nó ốm vào ha. Đó. chứ nếu các bạn dụ ở đây xong mà các bạn uh, finish là hai bên hai bên mép móng nó sẽ rất là dày nó không có đẹp nha hai bên mẹp là phải gọn thì bây giờ mình trước mắt là mình sẽ dụ xếp trước đó. dụ xa cho hai bên nó gọn vào ha. đừng có để bè tuyệt đối À, thấy không mà cô khách này là cái tái cô khách nó rất là đơ nó gồng, à, không có relax được à, nên mình làm mình cũng mệt à, mình ngồi mình quay phim mà nhiều khi mình cũng bực bội <laughs> tại để mình đang làm video mà cô khách này nó gồng quá à, cái tay nó đơ như cái cơ vậy đó à, mình rất là khó làm mà thôi kệ mình gồng ngược lại hai bên gồng nhau à, các bạn thấy cái tay trái của mình không cơ nó nổi lên hết rồi đó họ là gồng nhau với bà đó đó, bà này chỉ tay bà đỡ vậy đó bà không có thả lỏng được đó, mình gồng riết mà tay là thêm cớ luôn á rồi bắt đầu mình chạy kỳ cô thôi ha <laughs> thì các bạn để ý cách mình đầu tiên mình đặt cái kia cái, cái, đầu máy vào ha đó, đặt kiểu đó rất là an toàn đó, để vào đó, để nghiêng ha để nghiêng từ dưới lên đó chạy nhẹ thôi nghiêng vào ha cho được các bạn mà chạy ký cô mà vừa vừa, để vào mà để ngang qua một cái là gì rất là dễ cắt tay khách đó nghiêng vào ha nghiêng lên đó nghiêng lên. bắt đầu từ kỳ mẹp bên phải ha chạy nghiêng lên là xong ký đi cô đó mình không có chạy nhiều ha đó. chạy nhiều làm gì cho nó cạnh mỏng khách rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đầu dậy ha đầu dậy này là rất là hay nó vừa làm cho mặt mỏng nó lãng và làm cho kỳ hai bên mép nó ôm vào đó, và nó, nó, nó rất là gòn cái móng ha đó, khi nào mà mình làm đít là phải nô cái bước dụa cuối cùng là mình phải dụa cái giấy này lại ha để cho cái mặt mỏng siêu láng ừ. đó thì cái đầu giấy này lời hại là vậy ha nó làm mặt mỏng rất là láng khách rất là thích đó, các bạn chạy trên mặt cho nó láng và chạy trong khi đi cô cho nó nắm và chạy hai bên mép ha luôn luôn chạy hai bên mép ha để ý để ý cái thao tác lúc mình chạy giấy ha, Đó, Chạy mặt mỏng cho nó láng và chạy hai bên mép, ừ, mép bên này và mép bên kia. thì khi các bạn chạy giấy á là cái mặt mỏng nó vừa láng và hai bên nó vừa ốm bao nữa và khi đi cô rất là mỏng thì khách nó sẽ rất là hài lòng. Đó. mình làm cái này tuy hơi nhiều step nhưng đều khi các bạn làm quen rồi thì nó không có mất nhiều thời gian đâu ha. khi các bạn quen với tất cả các step rồi thì làm một bộ téo rất là nhanh và nó gọn ha. Uh, và nó à, nó chắc nữa, uh, tay nó rất là bền, không gãy, không không bể và mặt mỏng láng. các bạn thì cứ thử cái, cái cái cách này đấy ha. Đó. Đây, các bạn làm deep này thì chủ yếu là mặt mỏng nó láng và nó không gãy là cũng là một thành công rồi. ha. <laughs> chứ làm tay mà mình làm neo mà làm cho cái mặt mỏng không láng là đó là, là là thất bại ha. luôn luôn Kiriko mỏng Nằm mặt móng phải láng và xếp phải thẳng thốn đó đó là là các bạn muốn làm một bộ nail đẹp là phải uh, hoàn hoàn thành tất cả các bước đó thì bộ nail nó ra nhìn nó sẽ rất là đẹp đó. rồi tiếp đến là mình sơn số 3 lên thôi ha sơn số 3 10 ngón và sơn top cốt là xong <laughs> thì sơn số 3 này cố gắng sơn móng và đừng sơn lên da ha mình thấy có nhiều thờ nail làm cũng lâu lắm rồi ha mà cái tay quay lại cho tiền mình làm cái tay nó Go ghê nó không có lạng mình thấy rất là mất thẩm mỹ mà mình không biết người ta làm ở đâu à, nhưng thì mình cũng không có hỏi ha mà nhìn mình thấy cái tay tới thì mình biết là nếu mà làm kiểu này là tiệm sẽ mất khách liền ha nên mình làm uh, làm cho đàng hoa thì khách nó sẽ trung thành với mình còn mà mình làm ẩu như vậy mà là sẽ rất là mất khách ha đó giống cô khách này mà làm chỗ khác tới cái tay gô ghê rất là ghê đó qua đây mà mình làm kiểu này cái là sẽ dính liền đó, đó là lý do tại sao mà mình khuyến các bạn nên làm việc phải có tâm bao thì khách nó đều đều cho các bạn ha thì lớp số 4 đầu tiên này mình sơn càng mỏng càng tốt ha mỏng và nhân các bạn không sơn lui sơn tới ha các bạn sơn lui sơn tới là cái cò số 4 này nó sẽ bị đơ đó sơn không cần phải kỹ đâu ha chỉ cả bạn chỉ cần sơn quá cho nó có đủ một lượng tóc cốt vừa đủ và mỏng ha đó. thì nếu các bạn làm có tâm tìm mà thờ thầy làm đều có tâm thì khách sẽ đều đều cho các bạn ha mùa này mà trời nó lần lẽo đó mà tìm mình làm là nói là chúng là khách bỏ đi rất là nhiều đó cả đó là cái cũng là một cái thành công đó, đó. thì mình nói rằng phải là để mình nổ mà mình nói cái cái hay của việc ra uh, dạ, có gian thờ tốt và là gian thờ có tâm thì tiệm sẽ phát triển rất là tốt ha đó. mùa này mà tìm thờ nào làm sắp mặt là cũng có như đó là một thành công rồi đúng không đó còn mà thờ mà làm ẩu 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 vào, vào tiệm em vài hôm thôi ha. phát hiện ra cái là chia tay sẽ bớt đau khổ liền tại vì một người thời giỏi một ngày không biết người ta biểu được bao nhiêu con khách nhưng đều chỉ cần một người thời dỡ một ngày người ta sẽ phá rất là nhiều khách của mình ha thì nếu mà làm business mà các bạn để những thời như đó làm nhiều thì trước sau gì bà các bạn cũng đánh đó thì nên cố gắng kỹ trong vấn đề đó thì nói để chia sẻ cho anh chị em biết thôi ha thì, chứ không phải là dạy bảo hay khuyên cáo gì thì mình chỉ chia sẻ vậy thôi sau khi mình sơn lớp số 4 xong thì mình đợi 2 3 phút là xong cái tay ha. Làm nghề này mình muốn ăn đều mình phải làm cho có trách nhiệm vào ha. Làm khi mà làm đẹp đồ đàng hoàng xong xuôi thì nói chung là ăn đều đều. mua nào cũng vậy. mua nào cũng sắp mặt đó. <laughs> đó mình sơn cái cô ó xong mình sẽ cho các bạn xem thành quả. Đó, cái đường lái nó sẽ rất là mượt ha. Thì nếu mà cô khách nào mà yêu cầu cái đường lái nó cóng hơn thì mình cũng có thể là mình dùng cái đầu cắt cống hơn mình cắt cũng được ha. Nhưng nếu cô khách này thì uh, khách bình thường không có gì gọi là hầm hố. Nên mình sẽ cắt cái đường uh, smile nó vừa phải thôi ha. Không quá công. Đó đây là thành quả của mình ha. Đường lái nó rất là lãng và nó không có bị gô ghê. Đó tay lãng mướt. Đó vậy ha để Rồi thank you mọi người đã xem video của mình ha đó các bạn có yêu cầu mình ra video kiểu gì thì cứ comment bên dưới mình sẽ quay video và chia sẻ lên cho anh em xem ha đây chỉ là mục đích uh, chia sẻ thôi ha không có giày bảo gì hết đó, anh chị em cứ thử thử thấy cái cách này được thì các anh em giữ lại sai ha đó các bạn thấy cái đầu mỏng nó dày vừa đủ thôi ha